WHO cho biết, ít nhất 169 trẻ em ở 11 quốc gia đã được xác định là mắc viêm gan cấp tính. Trong đó, một trường hợp đầu tiên tử vong vì căn bệnh bí ẩn này. Theo CNN, trong một thông cáo báo chí ngày 24 tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết tổng cộng 17 trẻ em đã phải ghép gan, đặc biệt, một ca tử vong. Các bệnh nhi đều từ 1 tháng tuổi đến 16 tuổi. WHO cũng nói thêm, vẫn chưa rõ liệu số ca mắc viêm gan có tăng trong thời gian tới hay không. Adeno virus là một giả thuyết, song chúng tôi vẫn đang điều tra để tìm tác nhân gây bệnh. Thông báo của WHO cũng chỉ ra hội chứng lâm sàng trong số ca trường hợp được xác định là viêm gan cấp tính, có men gan tăng cao rõ rệt. Nhiều trường hợp báo cáo triệu chứng tiêu hóa như đau bụng, tiêu chảy và nôn mửa trước khi có biểu hiện viêm gan cấp tính nặng và tăng nồng độ men gan hoặc alanine hay vàng da. Ngoài ra, hầu hết các trường hợp được báo cáo đều không bị sốt hay nhiễm các virus phổ biến gây viêm gan như viêm gan A, B, C, D và E. Đặc biệt, WHO cảnh báo giới chức y tế các nước cần cẩn trọng khi điều tra nguyên nhân gây bệnh này bởi rất có khả năng xuất hiện chủng adenovirus mới hay đồng nhiễm SARS-CoV-2. Phần lớn các trường hợp được báo cáo ở Vương quốc Anh là 114 ca. Theo WHO, Tây Ban Nha cũng đã ghi nhận 13 bệnh nhi, Israel có 12 ca, 9 trẻ ở Mỹ và số ít các trường hợp còn lại rải rác ở Đan Mạch, Ireland, Hà Lan, Italy, Na Uy, Pháp, Romania và Bỉ. Ngày 21 tháng 4, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC khuyến cáo các tổ chức chăm sóc sức khỏe nên xét nghiệm adenovirus ở trẻ em bị viêm gan khi không rõ nguyên nhân. Ngoài ra, trẻ cũng cần được xét nghiệm máu toàn bộ, không chỉ là huyết tương. Cơ quan này lưu ý mối liên quan có thể có giữa bệnh viêm gan ở trẻ và nhiễm adenovirus đang được điều tra. Trong tư vấn sức khỏe mới, CDC yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc cơ quan y tế công cộng của bang báo cáo về bất kỳ trẻ em dưới 10 tuổi nào được chẩn đoán mắc viêm gan không rõ nguyên nhân từ tháng 10 năm 2021. Viêm gan là tình trạng cơ quan bài tiết của cơ thể bị tổn thương, ảnh hưởng trong quá trình xử lý chất dinh dưỡng, lọc máu và khả năng chống lại nhiễm trùng. Khi gan bị viêm hoặc tổn thương, chức năng gan có thể bị ảnh hưởng. Thông thường, viêm gan do virus gây ra, trong khi đó, adenovirus là loại virus phổ biến, lây lan từ người sang người, có thể gây ra nhiều loại bệnh từ nhẹ đến nặng hơn. Tuy nhiên, những loại virus này hiếm khi là nguyên nhân gây ra bệnh viêm gan. Các nghiên cứu ở Đức và Anh cho thấy triệu chứng thần kinh hậu COVID-19 xuất hiện ở 20-70% bệnh nhân, ngay cả ở những người trẻ tuổi. Ngày càng có nhiều bằng chứng tổn thương thần kinh liên quan đến SARS-CoV-2. Theo các bác sĩ khoa nội tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, biến chứng thần kinh của COVID-19 bao gồm tổn thương hệ thần kinh trung ương và hệ thần kinh ngoại vi như đột quỵ, viêm não, viêm tủy, viêm cơ, hội chứng rối loạn tuần hoàn não sau có hồi phục, thuyên tắc tĩnh mạch não. Một số bệnh nhân có biểu hiện mất vị giác, khứu giác, suy giảm nhận thức và chú ý, lo âu mới khởi phát, trầm cảm, rối loạn tâm thần, co giật và thậm chí có hành vi tự sát. Những biểu hiện này xuất hiện trước, trong và sau các triệu chứng hô hấp. Các nghiên cứu ở Đức và Anh cho thấy triệu chứng thần kinh hậu COVID-19 gặp từ 20-70% bệnh nhân, ngay cả ở những người trẻ tuổi. Chúng kéo dài nhiều tháng sau khi các triệu chứng hô hấp được giải quyết. Theo Viện Y tế và Chất lượng Điều trị Quốc gia Anh, triệu chứng lâm sàng của hội chứng thần kinh hậu COVID bao gồm đau đầu, chóng mặt, ù tai, mất vị giác và khứu giác, rối loạn giấc ngủ, dị cảm, đau nhức cơ, suy giảm nhận thức, giảm trí nhớ, mất khả năng tập trung, các triệu chứng tâm thần như lo lắng, trầm cảm. Theo các bác sĩ khoa nội tim mạch, một số thăm dò nên được xem xét ở bệnh nhân hậu COVID-19 có các triệu chứng thần kinh, bao gồm xét nghiệm creatine cho bệnh nhân đau cơ và yếu dai dẳng, các thăm dò về dẫn truyền thần kinh cho bệnh nhân có rối loạn cảm giác, vận động nghi ngờ bệnh lý thần kinh, phân tích dịch não tủy, chỉ được xem xét cho một số bệnh nhân có vấn đề về nhận thức, tâm thần kinh dai dẳng hoặc hành vi nghiêm trọng. Để loại trừ các nguyên nhân khác, viêm màng não hoặc viêm não qua trung gian tự miễn sau COVID-19, hoặc nghi ngờ mắc bệnh thần kinh qua trung gian miễn dịch. Bệnh nhân bị sương mù não hoặc rối loạn chức năng thần kinh nhận thức nên được thực hiện đánh giá chức năng nhận thức cao hơn. Chụp MRI não có thể được chỉ định ở một số bệnh nhân rối loạn tâm thần kinh diễn tiến nặng hơn hoặc nghiêm trọng. Bệnh nhân nghi ngờ có liên quan đến bệnh tự miễn của hệ thần kinh nên xét nghiệm tìm kháng thể tự miễn. Chức năng thần kinh tự chủ, đo huyết áp và nhịp tim sau 5 phút ở tư thế nằm và sau 3 phút ở khi đứng. Điện não đồ, thực hiện cho bệnh nhân nghi ngờ trạng thái động kinh. Đo đa ký giấc ngủ, thực hiện cho những bệnh nhân bị rối loạn chức năng giấc ngủ nghiêm trọng, có thể chuyển tuyến để được chăm sóc chuyên sâu. Một vài xét nghiệm đặc hiệu khác, xét nghiệm anti-GFAP máu, xét nghiệm dịch não tủy, chuẩn đoán hình ảnh, sinh tiết, tử thiết. Khi số ca mắc COVID-19 tiếp tục giảm trên thế giới, các ca nhiễm virus khác lại đang bùng phát trở lại, trong đó có cúm dạ dày. Trong bối cảnh các biện pháp hạn chế COVID-19 lây lan được dỡ bỏ, mọi người bắt đầu tụ tập nhiều hơn và điều này có thể là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng số ca bị cúm dạ dày. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC, cơn bùng phát norovirus, virus gây bệnh cúm dạ dày đáng sợ hay còn gọi là bệnh nhiễm trùng ở dạ dày ruột, đã gia tăng kể từ tháng 1 năm nay. Kênh truyền hình NBC News dẫn báo cáo của CDC trong giai đoạn tính từ tháng 8 năm 2021 đến đầu tháng 3 năm 2022 cho thấy cơ quan y tế Mỹ đã ghi nhận 448 trường hợp mắc norovirus. Cùng kỳ năm trước, số ca chỉ dừng lại ở mức 78 người. Kể từ đầu tháng 1, số lượng bệnh nhân cúm dạ dày hàng tuần dao động từ 10 đến 50 người, dựa trên báo cáo từ các sở y tế tiểu bang ở Michigan, Minnesota, New Mexico, Ohio, Oregon, South Carolina, Virginia. Không có dữ liệu nào cho thấy các đợt bùng phát norovirus có liên quan đến biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, có khả năng việc dỡ bỏ các hạn chế chống COVID-19 đang giúp virus gây dạ dày ruột lây lan. Với triệu chứng là nôn mửa và tiêu chảy, norovirus rất dễ lây lan từ người này sang người khác thông qua các bề mặt tiếp xúc. Tiến sĩ Robert Amar, giáo sư y khoa kiêm chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm tại Đại học Y ở Baylor, Houston, đã nghi ngờ sự gia tăng của norovirus có thể là một tác động từ chính sách nới lỏng chống dịch tại Mỹ. Norovirus đặc biệt dễ lây lan thông qua hàng tỷ phân tử cực nhỏ trên các bề mặt vật thể, qua thức ăn hoặc nguồn nước bị ô nhiễm. Chỉ cần một vài hạt phân tử cũng đủ để lây bệnh cho một người. Tiến sĩ cho biết nồng độ virus trong các mẫu phân là khá cao, vì vậy không cần nhiều ô nhiễm vi mô để lây nhiễm sang người. Ông cũng cho biết đợt bùng phát virus cúm dạ dày có xu hướng phổ biến hơn ở những khu vực tập trung đông người và tiếp xúc gần nhau, chẳng hạn như tàu du lịch hoặc nhà trẻ. Ông cho biết cách tốt nhất để tránh norovirus chính là rửa tay kỹ bằng xà phòng và nước trong khoảng 20 giây sau khi đi vệ sinh và trước khi chế biến thức ăn. Ngoài ra, hãy dùng dung dịch tẩy pha loãng để lau sạch các bề mặt và khử trùng khu vực bị ảnh hưởng. Cúm dạ dày là một trong những biểu hiện dễ gặp ở người mắc COVID-19, thậm chí là sau khi âm tính. Cảm giác này vẫn còn dai dẳng hoặc tái phát cơn đau ở những người có tiền sử viêm loét dạ dày. Vậy phải làm gì để kiểm soát tình trạng này? Có nhiều nguyên nhân gây tái phát cơn đau dạ dày hậu COVID, chủ yếu là do chế độ ăn uống không hợp lý, sinh hoạt không điều độ, ngủ không đủ giấc, lạm dụng các loại thuốc giảm đau, kháng sinh, stress và căng thẳng. Ở người mắc COVID-19, trong thời gian nhiễm bệnh thường có chế độ ăn uống kém hơn do dùng thuốc, đặc biệt là những lo lắng, mất ngủ, căng thẳng kéo dài có thể là nguyên nhân gây tái phát cơn đau dạ dày ở người bệnh có tiền sử viêm loét dạ dày. Vì vậy, để cải thiện tình trạng này, trước hết, người bệnh cần có chế độ ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi hợp lý để nhanh chóng hồi phục. Cần lưu ý, tránh suy nghĩ căng thẳng, stress. Nếu có những vấn đề về sức khỏe khác trong giai đoạn hậu COVID-19, kéo dài hoặc trầm trọng, nên đi khám để có biện pháp điều trị phù hợp. Để kiểm soát cơn đau dạ dày hậu COVID-19, chúng ta cần ăn đủ chất dinh dưỡng để có sức khỏe tốt. Trước tiên, người có bệnh lý dạ dày cần đảm bảo một chế độ ăn uống lành mạnh, đầy đủ 4 nhóm chất là tinh bột, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất. Tinh bột chủ yếu đến từ các loại ngũ cốc, chất đạm đến từ thịt, cá, trứng, sữa, các loại đậu, đỗ. Chất béo đến từ mỡ động vật, dầu thực vật. Vitamin và khoáng chất có trong các loại rau, củ quả tươi. Thứ hai, chúng ta cần ưu tiên các thực phẩm tốt cho dạ dày. Người bệnh viêm loét dạ dày nên ăn các loại thực phẩm có tính bao bọc niêm mạc dạ dày như ngũ cốc, gạo nếp, bánh mì, bánh quy, các loại củ, mật ong. Bên cạnh đó, nên ăn thức ăn nấu mềm, chín, giàu dinh dưỡng, tăng sức đề kháng cho niêm mạc ruột như sữa, cháo, súp hay các món hầm mềm, ninh. Tiếp theo, người bệnh nên ăn thịt nạc như thịt lợn nạc, thịt bò nạc, thịt gia cầm không da, cá và trứng. Bên cạnh đó, lựa chọn các chất béo lành mạnh như dầu ô liu, bơ và các loại hạt. Tăng cường ăn rau xanh và trái cây tươi để cải thiện tình trạng thiếu hụt vitamin và khoáng chất do khả năng tiêu hóa và hấp thu kém của người bệnh. Tuy nhiên, cần lưu ý không nên ăn quá nhiều trái cây có tính axit cao như trái cây họ cam, quýt. Ngoài ra, cần hạn chế các thực phẩm có thể làm nặng bệnh. Hạn chế thức ăn làm thay đổi môi trường pH của dạ dày như các thức ăn có vị cay, chua, gia vị tiêu, giấm ớt, tỏi. Hạn chế thức ăn nhiều chất béo như cà phê, trà đặc, đồ uống có ga, thức ăn muối chua, nhiều muối, dễ gây tăng tiết dịch vị. Sinh hơi làm tái phát cơn đau dạ dày. hạn chế thức ăn chiên, xào, rán, tránh ăn các thực phẩm thô cứng, nhiều xơ và gân. Hạn chế tối đa uống rượu bia, tốt nhất là không nên uống, vì tất cả rượu bia, đặc biệt là rượu mạnh, đều gây kích thích dạ dày và làm chậm quá trình chữa lành bệnh. Không ăn đồ ăn lạnh, thức ăn để quá lâu, các món tái sống như gỏi cá, nem chua, tiết canh. Những thực phẩm này đặc biệt không tốt cho dạ dày, lại có nhiều nguy cơ gây tiêu chảy, ngộ độc, khiến cho chức năng của dạ dày càng thêm yếu. Cần chú ý, ăn chậm, nhai kỹ và ăn nhiều bữa nhỏ. Người có tiền sử viêm loét dạ dày cần đặc biệt chú ý đến cách ăn uống để tránh làm tổn thương và quá tải cho dạ dày. Khi niêm mạc dạ dày bị tổn thương hoặc bị kích thích, dễ gây tái phát những cơn đau và làm nặng thêm các tổn thương viêm loét trước đó. Cần lưu ý, không ăn quá no hay để đói quá. Nên ăn nhiều bữa nhỏ trong ngày, bữa tối cách giờ đi ngủ khoảng 3 giờ, không ăn khuya quá, tránh dạ dày hoạt động quá tải về đêm. Bên cạnh đó cần ăn chậm, nhai kỹ, sau khi ăn không nên vận động mạnh, không chạy nhảy, tập thể dục hay làm việc quá sức.